bóng chuyền trẻ hóa chất Đức Giang, điểm đến cho những vận động viên tài năng. Nhắc tới đào tạo bóng chuyền trẻ tại Việt Nam là nhắc tới những trung tâm lớn mạnh như Bộ Tư lệnh Thông tin FLC hay VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nhiều trung tâm đã tập trung tạo nguồn rất tốt. Một trong số những trung tâm đào tạo bóng chuyền trẻ đang có những bước đi tích cực và hiệu quả, đó là câu lạc bộ bóng chuyền nữ Đức Giang Hà Nội. Câu lạc bộ được đầu tư bởi công ty cổ phần hóa chất Đức Giang và một ông chủ yêu bóng chuyền đến tột độ, Đào Hữu Huyền. Mùa giải 2020, đội bóng đã mời được chuyên gia đào tạo trẻ Nguyễn Thúy Oanh từ lò Ngân hàng Công Thương về phụ trách công tác đào tạo trẻ cho đội bóng. Với lứa trẻ được tuyển dụng và đào tạo cả về văn hóa lẫn năng khiếu khá ổn, cho tới thời điểm này, đội bóng đang được chú ý trên khắp cả nước. Tại mùa giải 2021, nhiều đội bóng lớn đã sử dụng những vận động viên thuộc tuyến trẻ của câu lạc bộ bóng chuyền nữ Đức Giang Hà Nội như vận động viên Luân Thị Loan thi đấu cho Thái Bình. Không chỉ vậy, tuyến trẻ đội bóng chuyền nữ Đức Giang Hà Nội đang có được những thành quả đáng được mong đợi tại các giải đấu cấp độ trẻ. Đầu mùa bóng vừa qua, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Hà cùng toàn bộ ban huấn luyện đã cất công đi khắp cả nước để tuyển vận động viên. Kết quả thu được sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của ban huấn luyện đã thu về những tài năng cho bóng chuyền nữ nước nhà. Tại câu lạc bộ, các em được học tập và rèn luyện dưới sự chỉ bảo, uốn nắn của những chuyên gia, ngôi sao hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam trong quá khứ và hiện tại. Nếu so sánh về chế độ đãi ngộ của những vận động viên trẻ, thì câu lạc bộ hóa chất Đức Giang Hà Nội hiện đang nằm trong top đầu những đội bóng có mức hỗ trợ cho các vận động viên ngoài việc ăn tập, học văn hóa. Theo tiết lộ của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hà, thì mỗi tháng các em được nhận mức phụ cấp lên đến 6,5 triệu đồng một vận động viên. Sau mỗi tháng và đặc biệt sau chu kỳ nửa năm, toàn thể ban huấn luyện sẽ tập trung đánh giá chất lượng đào tạo, qua đó giúp các vận động viên trẻ phát huy hết khả năng và tiến bộ hơn trong thời gian đào tạo tiếp theo. Đây cũng được coi là một trong những hoạt động nhằm giúp các vận động viên trẻ có nhiều cố gắng phấn đấu, chen chân vào đội 1, vốn sở hữu nhiều ngôi sao của bóng chuyền nữ Việt Nam. Hồng Dương. Nhưng bây giờ thì cơ hội ở set 2 của VTV Bình Điền Long An đã hết rồi. Phần chủ công năm nay đã bước sang tuổi 35. Pha bỏ nhỏ của Tú Linh. Thanh Thúy không thể thắng được Thanh Liên và đã có điểm số cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Lần này thì đã tiếc là tình huống vừa rồi, vận động viên của Hóa chất Đức Giang Hà Nội lại được bóng ra ngoài. Lần này thì không có một sai lầm nào. Đồng đội giả xếp tấn công cho Đắk Lắk. Hơ Mía Ban. Tú Linh. Và điểm số đã